Rồi buổi chiều em lên cho anh em một con siêu phẩm, hàng siêu to nha anh em. Hàng này đúng hợi luôn anh em. Huena 394 anh em. Đây Huena 394 ha. XPG. Con máy này dắt em quay bật đèn LED nha anh em. Chứ con máy này cực kỳ đẹp luôn ha. Em quay rất chiều nên em phải bật đèn LED. Nè, anh em nhìn mặt tiền biết ha. Đây. Huena 394 Made in Sweden. Dòng này nó giống như thằng 395 mà bán mới tại Việt Nam mình nha anh em, nhưng mà nó là hàng bãi, nó khác vài điểm ha. Nhưng mà phụ tùng gần như là giống nhau anh em. Gần như là giống luôn. XPG luôn anh em, máy cực kỳ đẹp luôn. Đây nè. Cái lam này tầm 6 tấc rưỡi 7 tấc gì đó anh em. Lam Latin zin heo máy. Cái cổng xích zin heo máy nè anh em. Nó như mới luôn. Quá đẹp. Cổng xích của hãng Oligon. Như mới luôn. Nguyên zin Nhật về em mới gì? Không hề xịt bóng anh em. Em chỉ mới rửa dầu rồi thôi. Nè, rất là đẹp ha. Em mới chạy thử nên nhớt dính nó dưới anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Anh em nào cần hàng khủng. Con này là 94cc nha anh em. 94cc. Chạy thì khỏi phải bàn rồi. Kéo lam từ lam 1m2 kéo khỏe gu luôn anh em. Rồi để em test nổi em nói. Rồi, 394 là con này 94cc nha anh em. Hàng siêu khủng ha. Anh em nào cần liên hệ ha. Con này rất là đẹp luôn. Rồi anh em nào cần liên hệ 0944 ha 78 7771. Số điện thoại em có sử dụng Zalo và Facebook nha anh em.